nhằm nâng cao nhận thức bảo tồn các loài thú họ mèo và thể hiện mối liên kết về sức khỏe. Đại sứ quán Vương quốc Ả Rập Xê Út đã tổ chức sự kiện Khát quốc 2024 nằm trong chiến dịch toàn cầu thường niên diễn ra vào sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, hơn 150 động viên không chuyên này đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm. Các thành viên tham gia chiến dịch đi bộ Catwalk đều là những thành viên của các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng người dân thủ đô. Với ý nghĩa bảo vệ thiên nhiên, động vật hoang dã, sự kiện đã mang đến nhiều trải nghiệm thú vị với những vận động viên không chuyên này. Cũng hy vọng rằng là những sự kiện và những cái trải nghiệm như thế này sẽ được nhân rộng nhiều hơn, để qua đó là sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức hơn về ý thức chung của cộng đồng và của người dân Việt Nam về việc bảo tồn các loại động vật hoang dã nói chung cũng như là các giống loài mèo lớn nói riêng. Việc tổ chức một cuộc đi bộ hôm nay để chúng ta cùng nhau tăng cường và gìn giữ sức khỏe là một hoạt động có ý nghĩa, và đây cũng là một cái thông điệp rằng chúng ta là những người sống trên toàn cầu này cần phải có những cái nỗ lực chung. Thời gian qua, chiến dịch này đã truyền cảm hứng cho hơn 90.000 người tham gia đi bộ tại 136 quốc gia trên 6 châu lục để ủng hộ việc bảo tồn các loài thú họ mèo cũng như nâng cao sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Cosmos Fair thành lập năm 2021 đã thành công trong việc khởi xướng sáng kiến này. Chúng tôi rất vui mừng tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Đây là một dịp tốt để giao lưu với cộng đồng Việt Nam. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng của Việt Nam đã tạo điều kiện để sự kiện được tổ chức tại Hồ Hoàn Kiếm, một di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của Việt Nam. Chiến dịch Catwalk 2024 diễn ra nhân dịp kỷ niệm việc Liên Hợp Quốc chọn ngày 10 tháng 2 là Ngày Quốc tế báo hoa mai Ả Rập. Đây là thành quả của những nỗ lực của Vương quốc Ả Rập Xê Út nhằm đảm bảo tương lai cho loài động vật quan trọng này và cũng là một trong những phân loài thú họ mèo có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của việc báo hoa mai Ả Rập đối với thiên nhiên hoang dã và công tác bảo tồn đa dạng sinh học.